Youssef Abu Amira, một thanh niên Palestine tốt nghiệp từ trường luật, không bao giờ để cho tình trạng khuyết tật cản trở ý chí và niềm đam mê của mình. Bị khuyết tật bẩm sinh, Abu Amira chào đời đã không có chân và hai cánh tay không phát triển trọn vẹn. Nhưng anh đang theo đuổi một thử thách mới, võ thuật karate. Võ sinh Đai Cam 24 tuổi này đang phô diễn tài nghệ đấm đá của mình tại một buổi tập dượt với huấn luyện viên tại võ đường Al-Masta ở Gaza. Tôi muốn học karate để tự vệ và tôi mơ ước được tham gia các giải vô địch quốc tế. Kỹ năng múa gậy thành thạo, bù đắp cho sự khiếm khuyết tay chân và anh đã học được cách tung những cú đấm thép, dùng cơ thể và hai cánh tay khuyết tật của mình đánh bật các đòn giáng. Huấn luyện viên Hassan Al-Rai cho biết người học trò này của ông chứng tỏ quyết tâm đặc biệt. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ấy có nhiều kỹ năng và có thể làm tốt hơn những người khuyết tật khác. Là một cư dân tại trại tị nạn Beach ở Gaza, chiếc xe máy tay ga này là phương tiện di chuyển của Abu Amira trên khắp các nẻo đường trong thành phố. Ngoài những cố gắng vượt trội về thể lực, chàng thanh niên khuyết tật bẩm sinh này còn có những thành tích đáng nể về học lực. Anh đã tốt nghiệp trường luật thuộc Đại học Hồi giáo Gaza vào năm ngoái.